Thông tin tiểu sử ca sĩ Anna Trương Anna Trương sinh ngày 20 tháng 6 năm 1994 tại thành phố Bayern, nước Đức. Anna Trương là một ca sĩ trẻ triển vọng của Việt Nam môn sơ cô là con riêng của anh quân và phụ nữ. Đức, Anna được nhắc đến như con gái Mỹ Linh bởi khuôn mặt có nhiều nét gần gũi và rất giống với Mỹ Linh. Cô bé mang vẻ đẹp lai giữa hai dòng máu Việt Đức, với đôi mắt nâu. Tuyệt đẹp rất sâu và sáng, sống mũi cao, khuôn miệng trúng chím với lúm đồng xu và nước da trắng hồng. Mịn màng. Anna theo học trường quốc tế từ nhỏ. Đây cũng là một trong những lợi thế giúp Anna ngoài tiếng Việt, có thể sử dụng tốt ba thứ tiếng. Anh, Pháp, Đức, ở trường. Anna được mẹ Mỹ Linh khuyến khích tham gia các hoạt động xã hội như dạy tiếng Anh cho trẻ em Ở nhà, Anna rất hợp với mẹ. Cô bé thường xuyên đi shopping, san sẻ và rủ gì tâm sự với Mỹ Linh. Với thành công của album Đầu Tay Một Nửa Yêu Thương. Cô con gái cưng của nhạc sĩ Anh Quân Anna Trương đã kết hợp cùng ca sĩ Minh. Minh Hằng ra mắt MV Valentine trong dịp lễ tình nhân 14 tháng 2 năm 2014. Với giọng ca trong và ngoại hình dễ thương, Anna Trương đã để lại ấn tượng tốt đẹp không chỉ trong lòng những người yêu nhạc nhẹ, mà còn được nhiều bạn trẻ đón nhận. Các album của Anna Trương, Valentine, Single, Anna Trương Một Nửa Yêu Thương Anna Trương Khúc Xuân. Single Anna trương những bài hát đầu tiên Anna trương